Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Hiện tại Ngọc Japan đang trong quá trình bàn giao cũng như lắp đặt chiếc Furikyo cho một bác khách. Thì đây là anh con trai bác có mua dành tặng cho bác một chiếc ghế Furikyo đã lựa chọn do Ngọc Japan tư vấn. Thì đây là cái quá trình anh em vừa mới khiêng xuống và cũng như đang bóc ra để bàn giao cho bác, hướng dẫn bác về cách sử dụng. Đây là phòng ngủ riêng của bác. Anh cũng rất là chu đáo sau những cái quá trình mà mưu sinh rồi là tích góp, rồi anh cũng cố gắng để dành tặng cho mẹ mình một món quà. Phải nói là chiếc ghế massage thì luôn luôn là món quà ý nghĩa nhất mà bất kỳ ai có cơ hội nếu mà dành tặng được cho người thân của mình thì sẽ thấy được cái sự giá trị cũng như là cái điều mà những cái người bố mẹ mình khi mà hưởng thụ họ vui vẻ là một trong những cái động lực khiến chúng ta cảm thấy cái chữ hiếu nó rất vô cùng thiêng liêng. Thì rất cảm ơn anh đã tin tưởng cũng như lựa chọn Ngọc Japan là đơn vị để lựa mua chiếc ghế dành tặng cho mẹ của mình. Đây là một trong những chiếc Furikyo bản có sưởi hồng ngoại rồi rất nhiều tính năng, một trong những chiếc ghế toàn thân. Hiện tại Ngọc Japan còn rất nhiều ghế massage nội địa Nhật đã qua sử dụng, giá thành tốt. Vâng, cảm ơn anh.